ông bà cô chú và các anh chị đang xem cơm nha. Cả nhà ơi, hiện tại là Song Thủy đang có mặt tại nhà hàng Sa Pa của anh Hải. Xin chào tất cả các bạn. Dạ. Xin lỗi. Chưa đến giờ nói. Em nói tiếp đi. Đây là chị team chị Diễm Phan, team của anh Phạm Dũng và bếp trên bảng và caramel của bếp trên bảng. Hôm nay anh Hải là có hôm nay là Hải có mời em Song Hỷ Vlog cùng với lại là team Phạm Dũng, team bếp trên bảng đến nhà hàng Sapa TV để thưởng thức món lợn mẹt đủ món. Wow. Lợn mẹt và gà đen. Đấy, còn chủ tịch của Hải thì đang live stream ăn thịt trâu, lát nó sẽ lên sau. Không được nghỉ luôn. Giờ thì mời anh em lên trên, nhưng mà trước khi lên trên thì muốn cho mọi người xem qua một chút cái nhà hàng mà mình chuẩn bị khai trương. Đây em ơi, ra đây. Dạ. Đã làm được cái thịt trâu rồi. Đây giới thiệu với em chỗ này là anh chuẩn bị khai trương. Dạ. Khoảng khi nào anh? 14 ngày nữa. 14 ngày nữa là cái ngày cuối cùng mà khi nào em chuẩn bị về Sài Gòn. Dạ. Thì chúng ta sẽ quay lại đây và thưởng thức những món ngon nhất ở Tây Bắc. Đấy. Địa chỉ ở đây là 019 Hoàng Văn Thụ nha. Anh em cứ search Google Map nhà hàng Sapa TV là ok. Rồi giờ mời anh em lên trên nhá. Tạm biệt em. Ok, em chào anh nhá. Anh quay tạm biệt phát. Ok. Tạm biệt. Đây là khách đến ăn nhà hàng. Rồi. Anh chị là đoàn ở đâu lên nhỉ? Quảng Nam Đà Nẵng đây. Anh ở Quảng Nam à? Hôm nào em vào em ăn mì Quảng nhá. Ok. Ok. Rồi, cảm ơn anh chị nhá. Chúc anh chị đi vui vẻ. Rồi, ok, đi anh em mình lên đi. Dạ. Cảm ơn. Chào em. Đây khi nào em về nhá. Này. Dũng ơi, khi nào Song Hỷ Vlog mà đi được xe này, tự Song Hỷ đi nhá. Đưa được xe này về An Giang thì tặng luôn. Nếu tự lái về. Tự lái về. Nhưng không, 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 không tặng Diễm nào, Diễm nó đi được. Chào cô. Dạ. Chào anh. Cảm ơn. Dạ, dạ. Xin nhiều ảnh à? Thế anh em lại chờ một tí nhá. Chờ một phút. Đây anh ấy đứng đây. Đấy. Đây, đứng đây lấy cái tên nhà hàng. Rồi, thank you. Rồi, em cảm ơn. Rồi, mời anh em lên trên. Nhưng mà hôm nay anh thấy Song Hỷ có quả áo này uy tín quá. Em mới ship hẳn từ Châu Đốc lên, ship gấp là lên Sa Pa luôn. Lúc mà đi là em quên soạn. Thế sao em không ship luôn cho anh mấy cái cho bỏ. Giới thiệu với em, đây là không gian tầng 1. Nhà mình có 5 tầng như thế này. Dạ. Sức chứa nhà hàng thì khoảng 500 người. Tới đây là khai trương bên kia đó là sức chứa lên khoảng 1.000 chỗ ngồi. Rồi em mời em vào đây. Chào anh em nhá. Chào các tráng sĩ. Vâng. Tí lại làm chùy anh nhá. Rồi ok. Wow. Đấy. Hấp dẫn quá. Đây mời anh em. Đây mời các em ngồi đây. Anh em mình cứ đi một vòng thôi. Sao mà anh em mình đi vòng vòng rồi gì? Anh ngồi đây. Đây gọi là background triệu view. Rất là nhiều triệu view. Đây là cái bàn này là chỉ dành riêng cho YouTuber thôi. Đây Diễm ngồi đây. Đấy. Em thích bếp trên bảng quá. Sao lại thích bếp trên bảng? Cameraman của bếp trên bảng xinh không? Xinh. Rồi. Tối nay về mỗi anh em làm chén nhá, cho nó phê pha. Này em ơi, các người bởi vì có mỗi mình mấy bạn Dũng cameraman thì đang đang quay phim là hôm nay là ở đây là mình đẹp trai nhất anh em ạ. Nghĩ nhiều lúc là cũng kiểu đúng em đẹp trai nhất không? Đấy, còn bạn bên cạnh kia thì toàn được dựa hết. Nghĩ làm lúc nó cũng nhưng mà kiểu... em không có uống rượu, em đi uống lạnh. Em đi nhấp môi thôi. Nhấp môi em nhấp môi được. Em hôm nay là sáng nhất ở đây rồi. Đấy. Hey, đáng nhiên anh phải đổi chỗ cho em. Đây em ngồi ở đây. Em phải ngồi giữa đây. Đấy. Đúng không? Chuẩn chưa? Hôm nay cho người đẹp ngồi đây sáng nhất chương trình. Vâng. Anh nói gì em mắc cỡ quá. Hôm nay giới thiệu với em đây có món gà đen. Đấy, gà đen. Đây là một cái mẹt lợn ở bên anh thì mẹt lợn thì thường nó sẽ không có gà nhưng mà hôm nay là do em ở trận Châu Đốc An Giang ra thì anh sẽ đắp thêm miếng gà đen này nữa. Đây là có món lợn hấp này. Đấy. Còn đây là món nộm này. Sườn lợn đen nướng này. Đây là món tái này. Đấy. Đây là món lòng phèo còn nguyên có cả pịa luôn này. Đấy.
Đây món giả cầy mà món Dung Diễm rất thích luôn. Không biết là em có thích ăn giả cầy không? Món rau củ quả, rau su su. Su su chấm với muối vừng em nhé. Một trong những món ăn rất là yêu thích khi đến Sapa. Đây là món chả lợn nướng này. Xôi ngũ sắc nhưng mà bây giờ chỉ còn có 3 màu vì hai màu kia thất lạc mất rồi. Đấy. Cái combo này còn có cả tiết canh nữa. Nhưng mà do được biết là mấy các em là không ăn tiết canh nên anh đang cho đi hấp rồi. Đấy. Chị là thích. Thế chị phải làm một combo như này này. À, nộm mà thịt lợn. Cho mấy bát tiết canh hấp lên nha anh em nhá. Hấp kỹ kỹ tí. Thôi anh em mình lên nâng ly đi. Chúc Song Hỷ kênh sớm đạt triệu sub nhá. Dạ, em cảm ơn. Okay. Mời cả nhà. Chúc đây là hai bạn là kênh bếp trên mạng nữa. Nó hỏi kênh em. Kênh của bạn này thì một năm đăng video đúng một lần. Cứ bảo sao anh không dù gì mọi người cũng không hỏi. Rồi cảm ơn, mời tất cả mọi người nha. Mời cả nhà. Chén đầu tiên hết luôn nhá. Uống ghê gì anh? Diễm ơi, sao phải lươn đấy nhỉ? Uống hết đi. Ai không hết được nhưng mà Diễm Diễm phải hết. Đây là bạn nhậu của mình các bạn ạ. Còn thiếu của anh cua với Thái nhà bẻn á. Rồi ok. Anh cảm ơn. Thôi mời các em đi. Cay quá, cay quá. Bây giờ mình thưởng thức món sườn chứ đi. Dạ. Nhá, sườn nướng thì ăn nóng nó mới ngon. Đây. Rồi, em cảm ơn anh. Anh mời em. Rồi, mời anh em đi. Đây, đây, đây. Thôi, thôi. Đi. Dạ. Anh ngại lắm, thôi. Mời cả nhà nha. Thơm quá, còn nóng quá. Nhưng mà Song Hỷ là bình thường là Song Hỷ chỉ xem nhà hàng của anh Hải thông qua video thôi. Hôm nay là Song Hỷ là có một clip về nhà hàng anh Hải trên kênh Song Hỷ Vlog của trên. Hy vọng là mọi cả nhà sẽ ủng hộ Song Hỷ nha. Mọi người nhớ ủng hộ Song Hỷ để Song Hỷ sớm đạt triệu sub nha anh em nha. Sườn này là sườn của con lợn đen luôn đúng không anh? Sườn lợn đen đấy. Ngon à? Ngon ăn nhiều à? Nướng thơm. Hôm nào anh về An Giang em lại đưa anh đi đua mò nhé. Dạ. Với lại ăn ở của quán mà nghĩa địa ấy. Quán một cõi đi về anh em ạ. Có quán đấy thì chỉ dám đi ban ngày ban đêm sợ bay lá quần. Cái quán đó là lần đầu tiên em dẫn anh Hải đi rồi bây giờ anh Hải nhớ hoài không quên luôn. À. Quán này bây giờ chắc là đông nghìn khách đấy nhỉ? Mà sườn ngon thật, sườn nướng ngon. Sườn ngon, nhưng mà anh em mình người nhà thật nhưng mà phải nói là mẹt nào ăn đây em cũng thấy vừa miệng ngon. Cảm ơn em. Hôm nào ship anh ít củ hủ dừa nhá. Diễm đang gài kèo, không phải gài kèo là đang chuẩn bị hàng là anh Hải phải đặt hàng về đây được cái món mà lợn đen hoặc là này cái xào với củ hủ dừa ngon lắm. Anh có món thịt thông khói rồi, xào củ hủ dừa là đỉnh luôn. Đồ quá. Các em muốn gì Coca? Fanta, uống nước uống gì thì lấy nhé. Lợn ngon á. Dạ, em cảm ơn chị. Món gì vậy? Bên trên bàn thì thẳng ngay giật mình nhỉ? Nhưng mà thấy chị Song Hỷ xinh không? Quá xinh chứ anh ạ. Thế à? Cảm ơn. Ngày xưa chị là thiếu nữ, chị từng đi thi hoa hậu ấy. Nhưng mà rất tiếc là... Rất tiếc là gớt từ dòng ghế xe. Rất tiếc là... Rất tiếc là cái ông ban giám khảo là lúc ấy bị trột. À hôm ấy nó bắt đỏ. Cái cay. Hôm đó là bà ban giám khảo mà khỏe là ok rồi. À, hôm ấy bị ban giám khảo bắt đỏ. Cái này là bắp chuối á. Bắp chuối hộp ha. Là chuối này là chuối rừng. Chuối rừng thì nó mới không bị chát, nó mới thơm. Đây là nộm. Bạn bên hải xịn lắm, xoay được luôn. Vâng. Giống như giò giấy số vậy. Xay 3 liều ổ chanh nè. Em sợ nó bị đổ.
xoay được một lần là xoay được mà. Rồi hay à. À. Anh có phải thử cái lợn này đi. Đây à, giới thiệu với cả nhà, đây là lợn nào. Ở đây là lợn đen mà nó là lợn cắp nách. Lợn này nuôi ấy thì nó chỉ được vào khoảng 8 đến 20 cân. Chứ lợn này không phải là lợn to đâu nhá. Lợn này giống như ở trong kia gọi là lợn gì nhỉ? Tên lửa hay là lợn gì đây? Trong Nam gọi là gì? Heo mọi à? Heo mọi. Heo mọi, đấy. Heo rừng chứ. Heo rừng, heo rừng. Đây mời anh em đi. Thì một mẹt ở đây là chỉ có khoảng rơi vào tầm khoảng 1 triệu, 8 đúng không anh? À 1 triệu 2 đến khoảng 1 triệu 8, 2 triệu. Nếu mà các bạn order thêm gà đen thì cộng thêm vào thôi, mà bày ra đây thôi. Nhưng mà ý nói là một mẹt nếu không tính gà đen là 10 món rồi. À. Bạn em 10 người đúng không? À mang đi hấp đi, Tích Anh lên cho anh. Hấp hết đi. Em ơi, anh mời em. À đây là nước chấm thần thánh, các em chấm ở đây. Nha. Da nó giòn lắm. Chấm ngập ngập này em này, chấm ngập này. Da nó giòn không Hy vọng lần này bạn Song Hỷ sẽ có một cái trải nghiệm thú vị ở Tây Bắc. Sau hôm nay. Ngày mai anh em mình sẽ đi Tây Bắc khám phá. Thú vị hay không là do anh mà. Thôi là Phạm Dũng rồi. Phạm Dũng là cameraman anh em ạ. Anh Dũng là... Dũng lên tiếng nghe nào. Nói chưa? Đồng hồ đó. Chiếc đồng hồ nhận diện thương hiệu. À, đó là cái đồng hồ, cái thương hiệu của Phạm Dũng nó thế nào. Đây anh em xem nha, cái tay uy tín chưa. À. Anh Dũng là... cái là những người đẹp mà đi cùng trên kênh đó là được anh Dũng làm caramel hỗ trợ hết mình luôn, nhịn đói luôn, nhịn đói đây quay luôn. Giới thiệu tiếp với các bạn, đây là món sáu lăn này, thịt lợn gắp nách sáu lăn. Em ơi, em ăn phần nào em tự gắp đi nhá. Dạ. Không anh gắp miếng nó to quá này. Đấy, mời nha em. Ai gắp thịt cho em nữa hả? Cảm ơn nha. Em gắp cho chị được. Giờ cái mâm này to, đâm à. Mọi người ăn cả được hết rồi. 10 người đây. Cái mâm này phải rơi vào 12 người các bạn ạ. Chứ 10 người không hết được. Nãy giờ em quên gắp cho anh Hải nữa. Thôi, anh cảm ơn. Nhưng mà bếp trên mạng có vẻ hai bạn hơi ít nói nhỉ? À không, mình cứ giao lưu bình thường cho hai chị em làm chén đi, mấy bốn chị em tự bời nhau chén đi, chén nước. Nhiều khi kiểu mình đẹp trai nhất hội nên cũng hơi khó. Các bạn Dũng thì bạn này bỏ mình, bỏ rơi mình ở đây buồn. Cảm ơn em. Rất là ngon luôn chị. Thịt rất là giống như là cái vị nó, em nói là nhưng mà mình đi từ Châu Đốc mà về đây thì sẽ lạ miệng, khó ăn. Nhưng mà từ lúc mà em vào đây là món này em ăn cũng được, cũng ngon hết trơn. Ồ, quá tuyệt vời. Cảm ơn em. Dạ. Em xin miếng xôi nha. Uh-huh. Ở trong kia gọi là mè, ở ngoài này gọi là muối vừng. Tụi mình ra ngoài Sapa này á, là một ngày là ăn ở nhà hàng Sapa TV 3 tuần. Không có đi đâu luôn. Như người ta chuyên về thắng cố này, chuyên về cá này, chuyên về heo này. Anh Hải là ăn cơm hết về đây luôn. Đúng rồi, nhà mình mà, thêm cái cơm kiểu là cơm bình dân đấy. Đúng rồi à. Em ơi, làm gì tí thịt nướng đi. Em, ăn đi. Em thử món thịt nướng ấy, không ngon không? Thôi em không phải gắp cho em. Em gắp cho em mà. À xin lỗi. Anh ăn không? Em gắp cho anh. Thôi được anh, cảm ơn. Ăn đi hết. Ăn đi. Ừ.
hình như em nghe tiếng chị Tiên. Chị Tiên đang live stream bán thịt trâu. Anh em nào mua thịt trâu qua bếp thì lên alo cho Hải nhé. Nhưng mà anh xem Facebook của chú rất nhiều. Cảm ơn anh. Chú thì chắc ít tuổi anh. Anh năm nay 43. Em là 33. À thế à, đúng không? Nhưng mà anh nhìn trẻ. Nhưng mà anh YouTube là chú ăn cái món má lợn đấy. Hôm nào anh còn ở đây với nhau. Đây chú má lợn này. Không, hôm nào là anh phải, còn anh bỏ rồi, hôm nào phải nhờ chú dẫn đi ăn má lợn. Ok, cảm ơn anh. Món má lợn mà chú mời cái ông... Ở chợ đấy. Rồi, uy tín. Trả tiền đấy. Ok, ok. Đấy, nào anh chưa được ăn em hôm nay. Dạ. Xôi ngon đúng không em? Xôi ngon anh. Thôi mà ăn chúng thì ngon quá. Nha, à. Em ăn thêm đi. Rồi, ngon. Cái này mà ăn kiểu là có da da mỡ mỡ xíu là ngon. Anh đi em. Cái này là gọi là thịt gì anh? Thế là thịt lợn cắp lách em. Thịt lợn nướng. Ừ. Rất ngủ thêm. Hả? Ôi đồ, đồ ông, mạnh. Ông uống. Ông uống mà có ngủ cho em. Không, đây là mẹ. Mẹ uống hết chưa? Hả? Chưa mà đòi có ngủ cho người ta. Cái này là quá ăn gian rồi. Nói chung là so để uống rượu với gái Tây Bắc ấy thì em không có cửa luôn. Không, em cửa của em tương đối là rộng đấy. Cửa em tương đối là rộng. Không có tuổi. Không có tuổi. Em xin phép em à, hay quá. Quay quá trời đẹp luôn. Quay rất quay đẹp luôn. Hải sản của chị á. Quay đẹp quá, mời đi nữa. Sở nhé, mình lại mời Song Hỷ mà Song Hỷ lại không biết nhậu các bạn ạ. Em chỉ uống được nước suối thôi. Thôi hai nhà mình gạch nhau nước suối. Vô. Nhưng mà ra Tây Bắc này khí hậu em thấy sao? Ok không? Lạnh quá anh ơi. Hả? Lạnh quá ha. À. Khí hậu lạnh à? Lạnh. Tại vì thường ở trong em là rất là nóng. Mà ra đây lạnh đột ngột quá. Mình chưa có quen được cái thời tiết ở đây. Hình như em hơi bị ngạt mũi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái cơ địa của Song Hỷ hơi yếu hơn ạ. À cơ địa yếu à? Thế thì anh nghĩ là em phải sạc điện cho nó căng lên. Việt Nam có lạnh. Có lạnh. Nóng lắm. Quanh năm mà họ không có lạnh luôn á. Em ơi làm tí làm đi cho ra đây là dễ bị sốc nhiệt ấy. Em ơi làm tí lòng đi. Anh tâm lý quá. Ừ. Vừa đẹp, lòng là có cả pịa luôn. Vừa đẹp trai mà vừa ga lăng nữa. Xin đáng 10 điểm. Chưa người yêu. Anh chưa mảnh tình vắt vai em nhé. Chưa người yêu. Vợ thì một vợ ba con rồi. Một vợ ba con chưa người yêu. Em nào ở An Giang muốn ra Sapa giao lưu với anh thì cứ liên hệ qua Song Hỷ nhá. Ui em ơi, thôi. Mình muốn làm cho Song Hỷ một cái món này là ăn rất là ngon. Ừ. Nó mà bản thân mình với Dũng rất là tâm đắc luôn ấy. Đây. Là phải ăn hết nha. Món gì chị? Siêu bún. Đó. Hấp dẫn nhỉ? Nóng nóng thì là ngon hết bà luôn. Ngon, ngon thấy ông bà luôn à? Ngon hết bà. Ngon hết bài. À, ngon hết bài à? Tưởng ngon, ngon. Ơ nhưng mà trước khi ăn món này là anh muốn phải mời mọi người thưởng thức cái món gà đen trước đã. Gà đen hả anh? Ờ. Hai ăn ngày trước à? Cái này ngon hơn. À cái này ngon hơn này à? Này trước đi, rồi xong okay. Tới gà đen. Ok em. Nếu như nãy chị làm cho một bát ăn liền luôn á. Món này là nhìn chất lượng quá nè. Ôi. Anh tự nhiên nghe định hại nha. Này anh Hải chăm sóc cho bếp trên bảng nha. Đấy em xây qua này lắm, em ăn các bạn này ở trên này thường xuyên thưởng thức cái món này à ưu tiên chị em ở xa. Ngon ngon Dũng làm món này rất là thích luôn. Hồi trưa Dũng ăn bún nha. Bố đẻ Dũng làm món này ngon mà. Em
À, xin lỗi các bạn, hôm nay nhà hàng hơi đông khách nên là hơi ồn. Anh em không cả. Ngon quá. Cái hình lợn này nó béo béo ha. Cảm giác rất là ngon luôn. Cái da với cái mỡ nó không khác. Dạ. Ở đây tiết canh, nếu mà anh em không ăn được tiết canh tươi thì mình có thể ăn tiết canh hấp nhá anh em nhá. Anh cảm ơn. Rồi, thank you em. Tiết canh là trong cái mẹ này luôn, trong cái trong combo này là có tiết canh luôn. Dạ. Đấy, tiện ha. Vì em mà ăn được tiết canh thì ăn, còn không thì mình nhờ hấp hơn. Hấp chín thì nó dễ ăn hơn. Với lại hấp thì nó yên tâm hơn. Tiết canh nhưng mà hơi bỏng thôi nha. Anh để thêm đậu phộng với chanh, miếng chanh vô rất là ngon luôn. Dạ. Yeah. Nghe lời sống hỉ mà mỗi tội hơi bỏng. Wow, bỏng quá. Mời anh em nhá. Bỏng hả? Bỏng quá. Hình như là nhà hàng của mình là thường mà khách ghé ăn rồi đặt trước anh không? À, nếu mà anh em đến thì alo trước cho Hải để Hải chuẩn bị, bởi vì là nhà hàng thường xuyên hết chỗ. Nhà mình thì không các bạn chỉ cần book chỗ thôi, để có chỗ thôi, không cần phải đặt cọc đặt cái gì đâu. Số điện thoại mà anh em đến ủng hộ thì alo cho Hải, số điện thoại là 056 345 6789, 056 345 6789. Đây chủ tịch của đây em ơi. Không, ngồi đi em ngồi đi, em ngồi đi. Lấy bát đi em. Đây là, chủ tịch Samba TV. Mới livestream xong mà giọng chị vẫn còn thách thoát quá ha. À, mới livestream bán thịt chưa có bếp các bạn ạ. Đây là cái canh hấp hả anh? Rồi, mình vào sau mời cả nhà ăn đi. Vào sau uống 5 chén này. Anh thích cái này quá trời lắm á. Cái đấy là cái gì? Giả cây á. Giả cây à? Cái này là chấm đúng không? Sườn. Em đi ăn đi. Em kiếm cái muỗng. Em muốn con dép cho nó dễ ăn. Con nghĩ là không quen ăn đũa. Chứ cái nước sốt nó rất là ngon luôn, bỏ uổng lắm anh. Em phải dép gì nè. Để kêu thêm một nồi. Bạn này có tổ chức đi quay phim review đây nha bạn. Vì tin á. Bây giờ anh mời anh em xơi món gà đen nhá. Dạ. Tí sang giao lưu anh nhá. Ok, đây mời bạn Song Hỷ phần gà. Gà này thì bên mình đã chặt ra rồi. Nhưng mà ấy. Gà này là gà đen đúng không anh? Gà này là gà đen em ơi. Đây anh mời em. Riêng em anh biết là em thích phao câu. Anh để nguyên cái phao câu cho em. Cái món này là im nè. Thôi khoai khẩu của em. Đây, đây. Đây, chị mời em lời mời vòng lần lượt. Đúng rồi. Chị ở đây thì bọn anh thì... Rồi, em sợ chị là nãy giờ like. Nãy giờ chị like nhiều rồi chị đói bụng. Rồi, anh mời em gái. Nào, bốn chị em vô đi. Bây giờ mình vô đi. Con này da da. 5 người chứ sao bỏ 4 chị em. Anh đấy là 6 chị em mà. Thơm à. Thơm gà xé thơm. Rồi, em ơi. Rồi, anh Dũng rồi nè. Đây. Em thiên ra đây, em cứ cầm cái đùi này đi. Vô đi. Vô đi. À, cứ nhìn đây. Cái cánh rồi, cứ ngập ngơi cái cánh này. Em thích ăn. Rồi, cứ chứa cái đấy trước đi. Vô. Nào. Hải đâu? Quân Hải đây. Đâu? Đây, của anh đây. Nào. 1. Chưa. 1 2 3. Vô. 2 3. Vô. 2 3. Vô. Anh Hải uống được. Ngọt quá à. Ngon đúng không? Ngon. Chấm nước chấm thần thánh à, ngập đi. Ngập. Ủa. Anh ơi, em dù đang quay phim nhưng mà cho em xin phép là cái chai để dành này cho Phạm Dũng nha. Phạm Dũng quất luôn đi. Dũng là thèm lắm rồi đấy. Ngon lắm luôn á. Điểm nha.
Đây em ăn cái phao câu trước nè. Cái gì ngon là phải ăn trước. Riêng em mà thích phao câu ấy, để bảo anh để hôm nay ship vào tận nơi. Mời cả nhà nha. Ngày mai nhá, mời các bạn ra nhà hàng Sao TV ăn cơm. Khi ăn gà đen mà không thấy phao câu là đủ hiểu nhá. Là phao câu ship hết vào cho trong ship. Châu Đốc An Giang rồi. Ship về cho xong thủy. Ngon không? Cảm ơn em. 10 điểm. 10 điểm. Nó không bị dai quá mà nó lại không bị mềm. Con gà này anh nói với Diễm là buổi sáng chạy tập dục Phan Xi Păng, buổi chiều chạy lên cầu kính. Đấy nên là em phải nói. Buổi tối này vào về đây là như này đây. Buổi tối này thất lạc vào bếp nhà Sapa TV. Cái đùi gà nè, xé ra một cái á. Nhìn này mỡ à? Mỡ này tuôn ra, trời nó béo. Gà này gà ăn ngô mà em. Xuất sắc luôn, chất lượng. Mấy chị em mà đi về từ từ đây mà về từ Sapa mà về tới An Giang chắc thêm vài ký nữa. Sau video này thì có thể là khả năng là mấy anh em sẽ đi Hà Giang. Còn từ là em hứa danh dự của anh chị luôn á, là em sẽ quay về. Sẽ quay về đây ăn một bữa trước khi em đi về Sài Gòn này. Lò mò thực sự luôn á. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tới đây là anh sẽ chuẩn bị mở thêm mấy nhà hàng nữa, một là ở Châu Đốc chuyên phục vụ Song Hỷ, hai là ở số Sài Gòn. Sài Gòn để phục vụ Phan Diễm. Ba là ở Lai Châu phục vụ bếp trên bản. Nếu mà nhà hàng anh mở ra mà chỉ cho ba em này để ăn thì chắc là cũng ấy lắm á. Không, đồ này ăn tốt, ăn khỏe. Thường xuyên, thường xuyên luôn là cứ sáng ăn rồi chiều đi review. Em cảm giác là thực ra là ẩm thực cái giống như là mỗi nơi sẽ có mọi người sẽ có một cái cảm nhận khẩu vị khác nhau. Mình nói ngon chưa chắc người từng mọi người tới đây ăn mọi người sẽ cảm thấy ngon, nhưng vấn đề một cái là nên thử và trải nghiệm em ơi. Chất lượng. Em thấy là thịt rất là tươi luôn, anh luôn lựa những cái sản phẩm mà tốt nhất để đến cho khách hàng. Bọn anh là thường xuyên, mọi người gọi anh là thánh chợ phiên, nên là những cái đồ ở đây là anh lựa ở chợ phiên mà con nuôi dân dã ấy. Đâm ra nó mới có một chất lượng ngon. Chứ còn cái này mà nuôi công nghiệp thì nó cũng không được ngon đâu. Thịt nó sẽ bở, nó không đúng ngon rồi. Cái em ăn nốt đi em. Dạ. Nói như là em để xem không phải ăn hết đâu. Tại vì Song Hỷ là những cái món mà hơi kiểu là hơi dai dai, cái này là Song Hỷ cần thời gian. Em đi với Song Hỷ. Tại vì em là đồng hành với Song Hỷ nên là em cũng đã hiểu được tính của Song Hỷ rồi. Tại vì ở đây rất là nhiều món luôn nên là em chắc ăn xin mỗi lúc phải là mình no đúng không? Dạ đúng rồi, ăn phải ăn từng món để mà mình cảm nhận, chứ mà để ăn no một món thôi là mấy món kia là bỏ là rất là uổng luôn. Đâu bỏ được. Các bạn nhìn này thôi nhưng mà một tí nữa là cái mẹt này là còn lịt luôn. Cái sạch luôn. Anh em tôi ăn này đang quay phim kiểu mình nhỏ nhẹ thôi. Tí nữa phát là thôi. Ăn nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Thôi mọi người chuyển cái món này chưa? Dũng nói chưa? Dạ. Đói rồi thì. Dạ rồi. Thế thôi anh em mình có khi là kết thúc video đi nhỉ, để cho Dũng không? Dũng tay run lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Song Hỷ là nãy giờ ăn đây là thích nhất là món nào? Ừ. Em thích nhất là món nào ở đây? Em đã thử là thưởng thức hết rồi gì nữa? Em thì ở thích hết trơn á, tại vì em cũng dễ ăn dễ nuôi lắm. Tại vì Diễm các món nào hết vào đây ăn. Dạ. Món nào hết là múc cho em là hết đó. Nếu mà là tố chất để làm food review. Quá uy tín luôn. Tuyệt vời đấy, thôi sau đây có khi là anh em mình cũng xin phép và kết thúc video. Bạn Song Hỷ thì nó hơi ngại ấy. Đấy. Thì các em có nói lời gì nào với ấy không? Hả? Kênh các bạn này nói chuyện thì ít lắm. Kênh này không có nói chuyện mà. Kênh này có nói đâu. Kênh này thì nói tít chút chút. Thật sự là hôm nay là mình cái hành trình này đi cùng với Song Hỷ tới bây giờ là coi như là gặp anh Hải là cái mục tiêu đầu tiên rồi, và được ăn ở nhà hàng của anh Hải là bạn Song Hỷ nói là chiều nay là hồi hộp. Hồi hộp là đi chỗ chiều nay mà nhà hàng đông mà gặp anh Hải thì khi mà ăn ở nhà hàng anh Hải của em hồi hộp quá chị ơi. Nhưng mà thật sự là Song Hỷ là càng ngày thì em cảm thấy là nói chuyện càng nhiều hơn, càng mạnh dạn hơn. Thì hy vọng là mấy ngày tới đi Hà Giang thì video có hay không á thì còn phụ thuộc vào anh Hải. Nên là cái gì thì mọi người xem thì follow ủng hộ anh Hải nha.
Song Thị cũng cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ cho Song Thị rất nhiều. Riêng Song Thị là luôn là cố gắng học tập thêm những cái kinh nghiệm của anh chị đã đi trước, và sẽ cố gắng là làm tốt hơn và ra những video hay hơn để không phụ lòng của anh chị đã giúp đỡ cho em rất là nhiều. mười điểm bye bye. Hết nha.